Good morning và một buổi sáng nữa tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Trong sáng hôm nay mình sẽ đi đâu về đâu thì giờ này cũng chưa biết. Và trên tay là một đĩa trái cây của ở Hàn Quốc rất là rẻ và tươi. Buổi sáng chỉ có vậy thôi. Ngày tháng ở Seoul chúng tôi thuê nguyên một căn nhà và ở trong căn nhà này. Và đây chính là căn nhà chúng tôi ở số 337 gạch 3. Đây là cái địa chỉ. Và khi mà đến check in trong cái căn nhà này thì là chủ nhà không đưa chìa khóa mà cung cấp cho chúng tôi cái mã số. Đấy, thì cái mã số của căn nhà này rất là hay, khi mà mình đến mình bật lên mình bấm số và chúng ta có thể vô nhà được rồi. Thì bây giờ mời các bạn vô tham quan nhà. Vô trong nhà phía bên đây là khu vực nhà bếp. Trong nhà bếp có đầy đủ các thiết bị, như các bạn thấy nồi, máy nướng, máy tủ lạnh, đầy đủ hết. Đó, có cả máy nước nóng, máy nướng, chén muỗng, thìa đầy đủ không thiếu gì hết. Số 1. Thì trong căn phòng số 1 này thì các bạn thấy này có một cái giường, có tivi, có máy lạnh. Ở phía bên đây thì máy lạnh. Ở phía bên đây thì chủ nhà có sắp xếp một máy sấy tóc, các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy và đèn pin nếu có bị cúp điện vào buổi tối. Cổng căn nhà này có khoảng 4 phòng. Bên đây thì có máy nước nóng lạnh. Đặc biệt là máy nước nóng lạnh này cũng câu trực tiếp từ nước sử dụng qua đây thì là sẽ lọc ra và uống nước bình thường. Cái khu sảnh chính gồm có cái bàn, các cái ghế ngồi nghỉ ngơi. Và đây là căn phòng số 2. Tiếp theo đây là căn phòng số kéo đẹp xuống. Số 3. Thì trong căn phòng số 3 này có căn phòng số 2 cũng giống như căn phòng số 1. Căn phòng số 3 này thì có hai ngăn. Đây là cái giường tầng. Mình có thể ở thêm hai người nữa. Và có cửa sổ cũng như là hai cái ghế ngồi nghỉ ngơi. Trong căn phòng ngăn bên trong thì có ba cái giường. Có thể ở ba người và có thêm cái toilet. Tổng cộng căn nhà này có 3 cái toilet rất là thoải mái. Và cái căn phòng số 4 này, căn phòng bên đây để lên này nhà kho. Trong cái căn phòng số 4 này có đầy đủ các vật dụng như là máy giặt, máy sấy, đầy đủ hết. Chúng ta có thể giặt đồ ở trong đây rồi. Một địa điểm tiếp theo dẫn các bạn đến trong ngày hôm nay đó chính là tòa nhà Lotte. Đây là cái tòa nhà Lotte lớn ở Hàn Quốc, ở thành phố Seoul. Khách du lịch đến Seoul thường hay vào Lotte để mua sắm. Và bây giờ hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến vô Lotte ở Hàn Quốc xem nó có khác gì Lotte ở Việt Nam không. Đây là khu vực coi như là một cái hành lang của các ngôi sao. Đây có cái bàn dấu vô bàn tay của các ca sĩ nổi tiếng. Thì khi mà mình đặt bàn tay vào ca sĩ nào là một cái thần tượng nào thì phía sau sẽ hiện ra hình ảnh toàn bộ là về người ca sĩ và diễn viên là thần tượng đó. Ok. Khi bây giờ là thời gian mua sắm trước khi rời khỏi Seoul để về quận Incheon ở gần sân bay. Okay.
sau khi mua sắm xong thì các bạn có thể lấy lại tiền thuế Lotte, tại nhà Lotte luôn. Và cái nơi chỗ này là nơi hoàn thuế đó, chúng ta khỏi khỏi cần phải ra sân bay để hoàn thuế, rất là tiện lợi. Và đây chính là khu phố Myeongdong, khu phố mua sắm nhộn nhịp nhất của Seoul. Nơi đây tụ tập tất cả các gian hàng lớn nhỏ, mỹ phẩm có, thực phẩm có. Nó nằm ngay kế bên Lotte, tòa nhà Lotte. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi mua sắm thôi. Trời lạnh ăn ngon lắm. Vâng, và tạm thời xa lánh Seoul, ngày mai chúng tôi sẽ bay về Việt Nam. Vì vậy trong ngày hôm chiều hôm nay, anh em di chuyển từ trong Seoul ra gần sân bay Incheon. Ở quanh khu này nó giống như là khu thôn quê ở Hàn Quốc. Từ đây ra sân bay quốc tế nó mất khoảng vài phút đồng hồ, di chuyển rất là thuận tiện. Và cái không khí ở một vùng quê thanh vắng như vậy thật là thoải mái. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng rất là lạnh. Ở trong công viên ngoại thành của thành phố Seoul thật là đều tuyệt vời, khác hẳn so với những cái công viên hôm qua chúng ta đi, như công viên Olympic. Ở trong đây thật mọi thứ thật là hoang sơ. Các bạn thấy, mời các bạn tiếp theo. Vâng, cái công viên này thật là vắng kinh hồn. Và các bạn thân mến, mình đi tham quan trong cái khu vườn này, phát hiện ra vườn có một cái cây, gọi là cây này gọi là cây hoa bồ công anh. Hoa này rất là hiếm có ở Việt Nam, đẹp quá. Một, hai, ba. Thả tim. Đúng là ở thôn quê có khác. Ở đây cuộc sống rất là chậm, không có bộn bề như ở Seoul. Các bạn thấy đó, đi ra ngoài đường rất là ít người. Xe ở khu vực này cũng rất là ít, cũng lèo tèo. Ôi, một trải nghiệm thật là tuyệt vời. Mình sẽ review các món thức uống của Hàn Quốc. Nước này là nước dừa, dừa đào. Rất là thơm mùi đào. Có vẻ được. Nó không ngọt như là nước ngọt, nước các nước ngọt là bán ở Việt Nam. Rất là thơm. Đây nè. Còn đây nè, nước bắp. Thử ra. Wow.
một kiểu như kiểu nhận mới, nước này nó không có đường, rất là thơm mùi bắp, ngon. Nước của nơi uống thử. Wow, giống như ăn một quả lê vậy. Trời ơi, uống nước này nó ngon kinh nhá. Nước gì ở Việt Nam mình có nhưng lại nước này nó không có ngọt nha. Phần đồ ăn này có những món ăn. Chết bò. Thịt. Đây là tôm. Ăn cơm cho nước sốt. Sau khi ăn bữa tối, chúng tôi tiếp tục đi đến Lotte để mua quà mang về Việt Nam. Để được trải nghiệm không khí ở một vùng quê của Hàn Quốc thật là một điều tuyệt vời, không thể nào quên được. Và ngày hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Đã kết thúc chuyến du lịch Hàn Quốc vào mùa thu năm 2018. Bây giờ ước cùng đoàn đang trở ra sân bay Incheon để quay trở lại với sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến du lịch Hàn Quốc 2018 lần này có những trải nghiệm thật là tuyệt vời, không thể nào quên được. Và hy vọng bộ video du lịch Hàn Quốc 2018 sẽ để lại những nhiều điều ấn tượng trong lòng các bạn. Và hẹn gặp lại tại Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Bye bye.